Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với chương trình Khởi nghiệp không ngủ. Ngày hôm nay thì trong phần đầu của chúng ta là như thường lệ là chúng ta sẽ có cái phần là điểm tình đọc báo. Thì tôi rất hân hạnh hôm nay có sự có mặt của bạn Nguyễn Minh Nhật. Thì chắc là Nhật giới thiệu về mình cho tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Minh Nhật. Thì tôi đang phụ trách phía Nam cho doanh nghiệp Xã hội Đi Chung, chuyên kinh doanh bên mạng vận tải và giúp chia sẻ chỗ trống trên xe. Nếu các bạn có phương tiện đi lại riêng chẳng hạn thì các bạn có thể share cái chỗ trống trên xe với người khác qua dịch vụ của Đi Chung. Nhật chỉ đang giới thiệu công việc hiện tại thôi, nhưng mà tôi đã biết Nhật từ rất là lâu rồi. Thì Nhật có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc làm trade marketing, chuyên làm về marketing tại điểm bán, về phân phối. Và đó là lý do tại sao mà Nhật xuất hiện trong chương trình hôm nay để cùng chúng ta điểm một số tin rất là thú vị. Gần đây rất là nhiều những cái tin tức liên quan tới BTS, về sự thành công của BTS. BTS có thể nói là một cái ca mà trong vòng khoảng một tuần, trong vòng 2-3 ngày cho tới một tuần được nhắc đến rất là nhiều ở trên mạng xã hội, cũng như là được tìm kiếm, theo tôi đọc thông tin từ điểm báo thì là tìm kiếm gấp 5 lần trong trong những năm vừa qua, thậm chí là gấp 10 lần. Như thế đã gọi là thành công chưa? Thực ra là cái mật độ xuất hiện của BTS nó rất là dài như vậy thì mình nghĩ với BTS rất là thành công đó. Tức là một thời gian người không biết BTS đang ở đâu, nhưng mà chỉ trong vài ngày ai cũng biết BTS là cái gì và nó trông ra làm sao, thì thực sự rất là thành công. Nhưng mà thật ra tôi và Nhật đều là 8X và đều thật ra đã biết BTS từ đúng trước rồi. Đó rồi đúng không? Cho nên là nếu như mà để nói về mặt truyền thông thì chắc là chính xác là cho người trẻ hả? Cho những người trước có thể là họ chưa biết BTS bao giờ. Mình nghĩ là như vậy. Đặc biệt là cái đôi BTS Hunter. Nhưng mà thật ra riêng đối với tôi, tôi cũng có một đôi BTS, nhưng mà theo đánh giá của tôi thì thật ra là nó không thật sự thành công. Tại vì thành công đối với tôi là phải là bán hàng được. Có nghĩa là làm truyền thông xong rồi sau đó truyền thông để làm gì? Truyền thông marketing cuối cùng là để bán hàng. Và để mua được đôi BTS thì tôi phải đi tới tận 2 cửa hàng. Thật ra chính xác là tôi tới cửa hàng thứ 2 và sau đó phải chờ tới 15-20 phút để cái cô bán hàng ở đại lý đó chạy tới một cửa hàng thứ 3 để lấy cái đôi đó về cho tôi. Thì thật tình là tôi rất là tốn công để mua một cái đôi giày. Không biết là Nhật có biết rằng là bạn bè của mình có bị theo kiểu tốn công như vậy không? Nhật cũng chưa thấy các bạn nào của mình mua một đôi Hunter. Có thể họ cảm thấy là coi như không có thuận tiện lắm trong việc mua một đôi Hunter. Nhưng mà cũng có thể là một chuyện khác, là mình nghĩ ở cái khía cạnh BTS là họ có thể vấn đề của họ nghĩ đến là họ không ai biết tới họ hết. Và như mình nói là họ sẽ nhắm tới một cái nhóm đối tượng nó trẻ hơn so với 8X mình. Cho nên họ phải làm một chuyện làm sao cho người ta biết tới đã. Và để giải quyết vấn đề là không ai biết tới BTS. Thì khi mà họ giải quyết vấn đề là không ai biết tới BTS thì họ đã giải quyết thành công rồi. Thì trong quá trình họ giải quyết họ quên mất cái chuyện là biết rồi. Thì sau đó người ta sẽ làm cái gì với cái chuyện biết đó? Liệu họ có quên không? Tại vì là nếu quý vị và các bạn có xem theo dõi BTS thì cách đây một năm thì BTS bắt đầu làm chiến dịch đầu tiên, BTS Hunter với lại Uber, và một cái chiến dịch tên là Uber Move. Thì mọi người khi mọi người đặt Uber thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được một cái đôi giày. Có nghĩa là họ đã pilot, họ đã chạy thử mà chiến dịch đó trước đây rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Không biết là tại sao mà cái chuyện chuẩn bị đó nó lại không tốt. Thì theo Nhật là mình có thể làm được cách nào dựa từ kinh nghiệm của mình không? Nói một xíu về cái điểm bán của BTS á. Thì Nhật nghĩ với những cái điểm bán hiện tại cửa hàng của họ thì có thể đa số là phụ huynh, những cái người cũng lớn tuổi rồi, người ta biết tới rồi, người ta đến mua bởi vì người ta có một cái sự tin tưởng. Còn nhỏ nhỏ hơn, trẻ trung hơn thì nó không phải là cái chỗ người ta quen, người ta đến mua. Người ta sẽ quen đến trung tâm thương mại hoặc là người ta mua online. Thật ra online là có ở trên kênh online có bán đó, Nhật có biết không? Không, Nhật không phải biết. Có bán ở trên Lazada và có bán ở trên Lotte, và thậm chí là ở trên Lazada đã bán từ rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là cũng chưa tới Nhật. Đúng rồi. Nhật cũng biết tới Hunter thông qua chuyện đi trên đường, là có khi mình trên đường về nhà thì mình thấy có một cái cửa hàng họ để cái tên cũng là Sue's Hunter Shop. Nhưng mà họ cũng không có trưng bày nhiều giày lắm. Thì cái shop đó họ chuyên về kinh doanh online nhiều hơn là kinh doanh tại điểm bán đó. Nó có vẻ như là cái nhà của họ rồi. Họ để cái tên như người ta biết tới trong trường hợp cần thôi. Thì rõ ràng là điểm bán có thể là một cái chỗ giống như là một cái cửa hàng thực thụ, hoặc là họ kết hợp giữa một cửa hàng đó với một cái kênh online. Và bây giờ có rất nhiều người bán hàng online cái giày, các loại giày khác nhau như vậy. Nhưng mà BTS không có bắt kịp thời đại để tiếp cận cái nhóm đó, để mà
ra nhờ họ thì cái hoạt động truyền thông BTS nó cũng hiệu quả hơn. Mà nhờ họ thì BTS cũng bán được hàng nhiều hơn. Tại vì họ là cái người có thể push sale được cho BTS ngay lập tức. Vậy tôi có thể hình dung được rằng là rất là nhiều bạn bán hàng online trên mạng, ví dụ trên Instagram, trên Zalo. Thì ví dụ như nếu mà có thể là có một cái chính sách gì đó cho các bạn bán hàng thì có vẻ như là sẽ rất là tốt đúng không? Đúng rồi. Thay vì những cái cửa hàng đại lý truyền thống. Nếu mà chỉ riêng cho cái dòng Hunter thôi á, thì việc setup ra một cái cửa hàng nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Nhưng mình đẩy riêng cái dòng đấy qua cái kênh kia và mình có một chính sách hoa hồng phù hợp cho các bạn thì mình nghĩ nó các bạn sẽ đồng ý để mà đẩy cái giày Hunter ra nhiều hơn đây. Liệu đang có nói quá nhiều điều tiêu cực về BTS không? Cái việc mình nhận ra nó có những cái vấn đề như vậy thì mình sẽ thấy là rõ ràng BTS đang còn rất là nhiều những cái cơ hội để BTS sẽ khai thác. Và việc bây giờ người ta biết tới BTS nhiều hơn rồi. BTS nếu có một hành động ngay lập tức nó kịp thời để đẩy đến những cái kênh bán hàng tiềm năng này, là mình vừa có hình ảnh tốt, mình vừa có điều doanh số tốt luôn. Cho nên cái thách thức hay khó khăn này thực ra đang là một cái cơ hội tốt. Rồi thì thực ra tôi nghĩ là thông điệp rất là đơn giản, là cứ làm đi cái đã rồi mình sẽ chỉnh sửa dần dần.